tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Kỷ Hợi 1959 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả đang đồng hành cùng chương trình Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây từ lâu đã in sâu vào tâm thức người Việt. Dù có đi đâu, về đâu, bất cứ ai khi đi xa về thì cũng muốn quay về nhà sum vầy bên bữa cơm gia đình, thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên để tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Ngôi nhà là nơi chứa đựng tất cả những điều tuy là bình dị mà vô cùng thiêng liêng ấy. Đời người cũng coi việc xây nhà là chuyện đại sự, không thể làm cho xong mà không tuân thủ các nguyên tắc trong phong thủy nhà ở. Vậy, các yếu tố cần để có thể xây được một ngôi nhà đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ là gì? Các chuyên gia phong thủy đã lý giải điều này. Xây nhà cần xét đến các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ, đô thiên, mộ long biến vận. Và yếu tố quan trọng nhất phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cạn bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hùng họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta sẽ đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên thì ta sẽ đến kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ tuổi Kỷ Hợi theo cách tính này thì sẽ phạm phải kim lâu lục xúc, kỵ chăn nuôi gia súc. Nếu gia chủ xây nhà thì mang tai họa đến vật nuôi trong nhà, nhẹ thì gia súc gia cầm chết, nặng thì làm ăn thất bát. Xét đến hoang ốc, năm 2020 canh tí gia chủ sinh năm 1959 theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhị nghi. Nhị nghi tứ thất địa sinh tài. Tuổi đẹp để gia chủ làm nhà cất nhà, khi số nhà cửa hưng vượng thì gia chủ làm ăn phát tài phát lộc. Xét đến tam tai, năm 2020 canh tí người tuổi Kỷ Hợi theo cách tính này sẽ phạm phải kim lâu lục xúc, kỵ chăn nuôi gia súc. Nếu gia chủ xây nhà thì mang tai họa đến cho vật nuôi trong nhà, nhẹ thì gia súc gia cầm chết, nặng thì làm ăn thất bát. Tuổi này năm nay phạm phải kim lâu lục xúc, kỵ chăn nuôi gia súc. Nếu gia chủ xây nhà thì mang tai họa đến cho vật nuôi trong nhà. Tuy nhiên, nếu muốn làm mà đất được vận nên mượn các tuổi cát lành sau 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Kỷ Hợi 1959 nam mệnh thuộc cung Khôn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Khảm Thủy. Xét đến việc xây nhà như sau: với nam mạng Kỷ Hợi cung Khôn thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Khôn Thổ bốn hướng tốt là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu: Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam ngũ quỷ. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm thái tuế phá và tam sát. Hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Hợi 1959 nam mạng xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa.
Vì vậy, tuổi Kỷ Hợi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Hợi 1959. Hướng Nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Kỷ Hợi nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, gây tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Hợi đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải kết cục nhà ở. Để hóa giải cách cục nhà ở không hợp hướng với người tuổi Kỷ Hợi 1959. Hướng Đông gồm ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung, hướng Đông mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẹo sức họa vào thân. Người tuổi Kỷ Hợi 1959 nam mạng mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lập tồn thuộc thổ hướng tây nam, tượng quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Hợi 1959. Hướng Tây gồm ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể là xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên thì nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động tổ được cát lành may mắn. Nam mạng tuổi Kỷ Hợi xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cửu Môn thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài vượng lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Tây Bắc
gồm có ba Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới. Với nhà tọa tị hướng Hợi, phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Kỷ Hợi, nam mạng xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc. Tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó trong việc kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Đông Bắc gồm có ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4 tháng 6 âm lịch. Tuổi Kỷ Hợi, nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông Nam gồm có ba Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm bộ long biến vận nên không xây mới. Nếu chọn xây vào ngày tháng cát lành thì vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa thấy yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nam mạng Kỷ Hợi xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do xảy nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Hợi đang ở nhà hướng Đông Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Hợi 1959. Hướng Tây Nam gồm 3 Sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay
đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Kỷ Hợi xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn. Chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chỉ ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được Phong Thủy May Mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Kỷ Hợi 1959 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng Kỷ Hợi, cung khảm thuộc đông tứ mệnh, người mệnh khảm thủy có bốn hướng tốt là bắc phục vị, đông thiên y, nam diên niên, đông nam sinh khí. Bốn hướng xấu là tây họa hại, tây nam tuyệt mệnh, tây bắc lục sát, đông bắc ngũ quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn nhận xét các hung vận hạn từng hướng nhé. Hướng bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tý. Hướng bắc là chính thái tuế với nhà tọa ngọ hướng tý, tọa phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ lăng bính phận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Hợi xây nhà và ở hướng bắc thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là Tốn. Chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng nhà này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Về hướng nam thì gồm có ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Kỷ Hợi xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng tây bắc, tượng quái là Càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn tài lộc. Hướng đông gồm có ba sơn giáp mão ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ lăng biến vận nên để sang năm 2021 làm sẽ được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Tuổi Kỷ Hợi xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được thiên y thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc, tượng quái là Cấn. Chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tây gồm có ba sơn canh dậu tân
247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được các ngày may mắn. Với nữ mạng kỷ hợi, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn. Chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý. Nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí, phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Hợi 1959. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Kỷ Hợi nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm. Chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này, vẫn phải chọn cách hóa giải, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Hợi đang ở nhà Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Hợi. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc, ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Với nữ mạng Kỷ Hợi 1959 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, còn cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Hợi đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Hợi. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam, ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tôn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận.
với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, Phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào tháng Cát Lành, tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi 1959 Kỷ Hợi nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ bí nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy Hương Bát Quái Tinh Cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc Mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn Thân phạm vào Mộc Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì trọng tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Kỷ Hợi 1959 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Kỷ Hợi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này. Nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy Hương Bát Quái Tinh Cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với nữ tuổi Kỷ Hợi 1959. Quý vị thân mến, trên đây là những tổng hợp chia sẻ của các chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam về xem tuổi xây nhà cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi cả nam mệnh và nữ mệnh. Nếu quý vị còn đang phân vân chưa biết nên làm nhà hướng nào tốt, mượn được tuổi làm nhà, thì video này chính là video hữu ích nhất cho quý vị. Để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn, quý vị hãy đóng góp cho chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này nhé. Quý khán giả cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận được những giá trị về tâm linh, phong thủy, chính tông. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị luôn may mắn, thành công trong cuộc sống và xây được ngôi nhà ưng ý, giúp được nhiều thần tài, chiêu được quý nhân giúp đỡ để gia sự cát tường, hợp gia hoàn lạc.